gieo rắc ngang hô hoát suốt đời. Vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi. Thời thơ. Ê chà, ê chà. Nè nha. Thơ cấm nha. Thơ cấm cái nết mà chạy từ xa kêu giật ngược kiểu đó nha. Vâng. Nhưng mà thơ gì? Mới 2-3 Tết thơ làm gì trang hoàng nhà cửa đẹp dữ à. Trời đất ơi, biết nói là 23 Tết. 23 Tết rồi, bây giờ mình phải trưng lên để bà con cô bác tới mua về trưng Tết. Thứ hai nữa đó, mình trưng lên một cái là mình thấy không khí Tết nó tràn về liền. Một cái Tết ba mấy 40 tuổi. Nhà thôi nha, Út Thẩn nha. Đừng có thấy thơ thương rồi lần mặt nha. Người ta ba mấy 40 thì kệ người ta đi. Đừng bao giờ nói tới tuổi tác của thơ. Ý là bây giờ mình ba mấy 40 rồi, mình gỡ cái hộp lệ mình đi. Cái gì? Gỡ cái hộp lệ ra đi. Gỡ hộp lệ. Đọc giùm thơ. Thơ hộp lệ. Thơ hộp lệ, nếu mình gỡ cái hộp lệ làm sao người ta biết mình là thơ hộp lệ? Mình phải gắn cái hộp lệ người ta mới biết mình là thơ hộp lệ. Chứ gỡ hộp lệ ra mình không còn là thơ hộp lệ nữa, hiểu chưa? Hiểu, nhưng mà hộp lệ nằm ở đây là thương phu chích lệ. Bây giờ mình muốn có phu thì mình phải gỡ cái chích lệ ra. Thôi đi, tôi thương ai mà tôi chích lệ thì kệ tôi đi. Đừng quan tâm, đừng ai hỏi thơ sao không có bồ. Tại thơ không muốn có bồ, kệ thơ. Kỳ quá. Thôi thương, xin lỗi. Giận á. Thôi thương mà. Giận á. Thôi thương thơ mà. Có thấy My, hàng Tùng hay là Ben, hàng Bin gì ở nhà không? Dạ không. 23 Tết rồi mà chưa đứa nào đóng tiền nhà cho thơ hết trơn á. Mẹ ơi, không lẽ tụi nó tỉnh ở lại đây ăn Tết sao? Chắc vậy á. Ê, không được nha. Bin, Ben, My, Tùng, đóng tiền nhà. Nói gì nói đi. Lấy chồng đi nghe chưa? Ben ơi, tao giết mày. Ben ơi, xin lỗi Thẩm nha. Ủa thơ sao? Sao vậy? Sao thơ qua đây vậy? Trời, nhà thơ mà, thơ muốn đi đâu thơ đi chứ. Nè, hôm nay là 23 Tết rồi, bộ không có tính về quê ăn Tết với cha với mẹ, báo hiếu cha mẹ hay sao mà cứ ở lì đây vậy? Đóng tiền nhà đi chứ. Đúng rồi. Không, Ben không có về nhà. Trời, Ben ở đây luôn. Tết này con không về. Xuyên Tết ở đây luôn. Ở với thơ. Rồi thì cũng đơn giản, ở hay không ở gì cũng vậy, nhưng phải đóng tiền nhà nha. Đúng vậy. Còn mì không cho một gói đi. Còn có một gói á, cho xin miếng được không? Ăn đi. Cảm ơn. Nhớ chừa nha. Vâng. Trời, cái gì mà thảm dữ vậy? Thơ. Cái gì? Đóng tiền nhà. Thôi, đừng có đem cái mặt nó ra nha. Rồi thôi, trời làm gì vậy? Trời, con làm gì vậy Ben? Con đừng làm thơ sợ con nha Ben. Dạo này khó khăn lắm. Thôi mệt quá, lúc nào cũng nghe câu đó hết trơn á. Hiếm khách nữa. Sao vậy? Không ngày có mấy cuốc à. Hả? Thiệt. Mà lâu lâu á, làm nửa chừng hết xăng, khách giận bỏ về luôn. Gì vậy cha? Cho chạy xe ôm mà cho để xe cho hết xăng cha. Ai dám đi cho lần hai cha? Thì đó, không có tiền đổ xăng nữa. Sao có tiền đóng phòng trọ thơ. Thôi. Tôi biết rồi. Tính tôi cũng thương người lắm. Nay 23, 25 tôi lấy tiền. Đúng 25 lấy tiền, không sót 1.000 nào. 25 sao kịp thơ? Đó là chuyện của con, thơ không biết. Từng chuyện của thơ là đúng 25 thơ lấy tiền, thơ cũng trang trải điện nước nhà cửa lum la. Đúng vậy. 25 là 25 rồi đó, nhất quyết một lời.
Giao thừa thôi lấy. Mùng năm tôi lấy tiền. Thôi được rồi, tôi cúng cồn mày luôn đó bạn ơi. Tôi sợ mày quá bạn ơi. Cảm ơn Thư. Cái gì hay vậy? Chứ còn có hai bàn tay là có thể xóa nhờ. Hay quá. Chỉ cần còn hai, hai và hai bàn tay này. Mày về nơi đâu, chỉ xa là bao lâu. Hai chị em nhìn khùng dữ vậy trời. Tôi còn có gói mì à. Bên. Bên. Rồi. Đóng cửa tắt đèn hiểu ha. Tụi này ngộ ghê luôn á. Mỗi lần tới đòi tiền nhà là thấy đóng cửa. Tức ghê vậy ta. Không biết nó đi đâu rồi ta. Còn đi đâu được nữa. Chị đoán xem. Tụi mày muốn sao? Tao hỏi tụi mày muốn sao á? Bỏ cái gai tụi mày xuống. Khu này là khu của tao. Cái đám chó tụi mày tới đây kiếm chuyện hả? Tụi mày cầm cây tới rồi. Nói cái chó gì nữa? Chơi! Chơi đâu mày? Tôi là con gái họ, là con gái thật tuyệt. Em xin gì cùng mày. Rất hề hước. Diễn viên chỉnh trang đi. Đỡ, đỡ, đỡ chị em, đỡ, đỡ. Chỉnh trang. Đi chỉnh trang đi, thay đồ. Quay cảnh kế kìa. Ủa? Ai cần chỉnh trang hả? Dạ em. Em chị. Dây gì? Dạ em extra. Extra? Dạ. Extra hả chị Giới Kinh? Dạ. Là quần chúng á chị, mà tại nãy giờ em diễn nhiều á. À, extra là quần chúng đúng không? Dạ. Dậm ấy. Dạ. Dậm tôi nè. Cái mũi bóng dầu. Dạ. Chỉnh trang cho em miếng nha chị. Ủa? Quần chúng mà. Đâu phải diễn viên chính. Cần gì phải chỉnh trang em. Trời ơi. Nói cho cưng nghe. Chị á là diễn viên chính chứ còn không đích thân chỉnh trang nữa. Nói chi là diễn viên quần chúng như cưng. Dạ. Vậy thôi chị. Ê nè. Ủa chị chưa có nói xong. Ủa quần chúng là bất lịch sự vậy đó hả? Người ta chưa nói xong muốn đi là đi vậy đó hả? Ừ. À. Thấy gọi vậy? À thôi, chị biết rồi. Cưng đang tức lắm đúng không? Tức, tức, tức trong lòng lắm đúng không? Cưng đang suy nghĩ là trời ơi, cái con make up này, mày đợi đi, hãy đợi đi. Đợi một ngày nào đó tao nổi tiếng rồi, tao sẽ hành lại mày, đúng không? Đúng không? Chị nói vậy Cưng nghe. Con đường mà Cưng nổi tiếng á, thành diễn viên chính á, nó xa dữ lắm. Cưng mà nổi tiếng rồi hả? Chị nói lúc đó chắc chị dương ra tầm thế giới ha. Suốt đời là quần chúng đi cưng. Cô quần chúng giật số khẩu má bà hả? Ê cái thằng ba đê kia mày nói gì á? Chị, em quần chúng mà. Chị chấp em chi? Chị la em chi cho chị nóng. Chị cho em hỏi một câu được không? Hỏi đi. Chị, BD giật giấy khai sinh má chị hả? Làm cái gì bà ghét BD dữ vậy? Hả? Mày... BD á thì cũng bỏ sức vô đây lao động mới có cơm ăn. Chứ đâu có ăn ở không nhưỡng 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 cái bụng người đi đơm người này người nọ. Nói nghe nè, sống một đời ta còn ba dòng bốn họ. Ráng sống cho tới mãn thọ đi. Rồi nhìn con cháu mình nó lọ mọ chê BD. Gặp người ta là cười là chê. Hở cái chê người ta cái mặt xấu như Hà Bá ngủ dị vậy đó. Tôi biết năm nay là năm của tôi kỵ, nên đi tới đâu á cũng toàn là gặp cái dân khẩu thị tâm phi vậy nè. Giới tính người khác á mà mình khinh khi á thì nhân cách của mình chưa có bằng con Kiki trong khu tôi ở trọ nữa. Số của bà nhỏ mới gặp tới cái miệng của tôi, mà số của tôi cũng xui mới vô đây là kiếm phong mẹ này make up. Ở đây á mà có cái giải thượng đội Hà Đạp á là bà đọt cúp ra bà nội ơi. Tôi cũng nghe cái tính của bà rần trời rồi. Gặp ai hiền hiền mấy cái mặt như vậy nè. Nè nè mấy cái mặt như vậy nè là bà chữ. Còn ai thứ dữ á, sao bà không dở bà lên gân. Bà chỉ biết nổi tâm sân với mấy cái người mà thấp cổ bé họng thôi à. Ha. Tôi biết bữa nay tôi nói bà là tôi hơi lộng, nhưng mà người khác mình không coi trọng thì ai mà coi trọng lại mình hả? Đây là mấy lời tôi bất bình, tôi tâm tình, tôi nhắn nhủ nha. Một bộ phim không có vài thứ, vài chủ, làm sao làm lên đầy đủ một bộ phim. Tụi tôi cũng có máu, có tim. Dù cho tụi tôi là quần chúng. Ở đây ai thấy tôi nói đúng không? Chạm pháo tay. Cái gì mà anh? Nguyên một lũ tụi bay. Biết tao là ai không hả?
chị đau quá mấy đứa. Hai cái đứa này ngay một mặt nó úng vậy trơn á. Gì vậy thơ? Thơ ôi thơ gì vậy? Thơ có cỡ. Trời ơi, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Trời ơi, trời, nhịn được mấy chục năm nữa mà nghe tụi nói. Thôi. Ủa? Ủa tụi nó làm gì kệ tụi nó chứ, còn công việc của mình lên đây là đòi tiền nhà mà. Chính xác. Tiền nhà đâu? My, Tôn. Sớm vậy? Ồ, hôm nay được diễn cảnh bi hả? Diễn cảnh bi như vậy xui như quỷ á. Ngày nào mà đi đoàn không cãi lộn đâu. Sao vậy? Hôm nay cãi lộn xui cãi ngang mẹ vợ đạo diễn bị đuổi rồi. Ai bị ngu không biết lựa người cãi quá. Lựa gì ai biết đâu, vợ đạo diễn mà mày đã có bầu. Ta có bầu ta nhà ta lo đẻ đi. Đi ra đoàn làm make up chi vậy? Tưởng cùng đẳng cấp. Bà đứng lên không? Bà tưởng tôi sợ bà hả? Tôi nghĩ làm ở đoàn bà rồi không có sợ bà nữa đâu. Cái miệng bị nghiệp vậy đó, bị chữa đúng rồi đó. Lên xe. Mệt quá. Gì? Nó không có trả tiền nha. Là sao? Bị đuổi tiền đâu trả. Nè, tính luôn quốc này quốc thứ 10 đó nha. Tôi thấy là ông êm rồi đó. Bây giờ tôi tính vậy nè. Tôi là người có sĩ diện cao lắm, đừng nói chuyện tiền bạc với tôi. 10 cuốc xe tôi thiếu mấy người á, đổi lại mấy người đi với tôi 1 cuốc đi, tiền phòng tôi lo. Ê. Nói giỡn. Nhưng mà đừng nghĩ là tôi nói chơi nha. Mày vui. Buông ra. Mày ơi, buông ra. Không buông. Buông không? Buông. Không buông. Này bị dễ sao? Gì vậy? I am sorry. I am sorry. I am sorry. I am sorry. Tám. Dạ. Chị nghĩ gì vậy Tám? Hả? Xin lỗi. Xin lỗi thì nói tiếng Việt xin lỗi được thôi. Hát tiếng Anh làm chi nữa? Học tiếng Anh thì phải thực hành. Ê trời. Bà làm móng dạo và học tiếng Anh chi Tám? Trời đất ơi, để tôi kể cho mà nghe. Hôm bữa tôi gặp con nhỏ Mỹ Đen, nó nhìn vô cái thùng sơn tôi, nó hỏi how much. Cái tôi nói tôi không ăn mít. Cái nó hỏi how much. Tôi nói no mít, no mít. Cái nó bỏ nó đi luôn. Hả? À, xong cái con nhỏ kế bên nó nói how much, tức là hỏi là bao nhiêu. À. Đó, thế là mất khắc. Kể từ đó tôi quyết tâm vươn tầm thế giới international. Gì ghê vậy? Cái gì vậy? Trong mặt quá. Hả? Sao giận máu? Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Trời ơi. Trời ơi, chạy quá. Lê, cái gì ngọt ngọt cái mang đi. Dạ. Trời chết rồi. Xin lỗi. Tám ơi, giết tôi. Em mà nói nghe nè, sáng giờ đi làm mấy cái kèm này có sát trùng chưa vậy? Trời ơi, sát trùng rồi. Sát trùng bà ăn cua hò rồi. Ăn cua hò là cái gì? Dạ, cua hò là sát trùng. Gì ghê vậy? Ờ. Thôi làm đi. Ê, tao đừng có chấm ngon nó nữa đâu. Nhẹ nhẹ thôi. Rồi. Lấy đường đắp vô. Không. Hả? Làm đi. Lẹ. Trời ơi, né cái móng nó ra, đừng có đụng tới nó nữa. Xin lỗi. Trời ơi. Thôi, của tôi có chuyện gì tôi quýnh Tám à. Xin lỗi. Hư quá đi. Dạ. Thần. Gì? Tám. Gì? Coi nè, con nhỏ Barbara thì gì nè, Barbara Baby nè. Trời ơi, đang hình đi chùa kìa. Thả cá phóng xanh kìa, này nè, coi đi. Coi cá xanh thấy ghét không? Ơi. Bình an là ở lòng người. Gì ghê vậy? Thôi. Ơi. Cho Tám nghỉ giải lao một chút nha. Chi vậy? Tạo nghiệp. Mời Tám. Trời ơi, giật chồng người ta mà bình an được hay ghê. Mấy cái con tiểu Tám bây giờ đạo đức giả ghê.
gì ghê vậy? Dạ? Vô trả lời comment mới liền. Trả lời em comment. Em trả lời comment 8 liền. Đây 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 đây, để chị comment. Em ơi, sống sao cho có đức nha. Giật chồng người ta mà còn lên mạng khoe mặt mày mặt mũi. Hay, em trả lời comment của chị. Em ơi, em đẹp lắm, hãy làm một đóa hoa tươi thắm cho đời. Đừng làm hoa lài cắm bãi chấm 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 trâu. Gì ghê vậy? À? Để tám, để tám. Mấy cái con giáp tri tiên giật chồng người ta sẽ có ngày gặp quả báo nghe chưa? Tri tiên là cái gì? Là con giáp thứ 13 đó. Gì ghê vậy? Ừ. Để thơ. Ừ. Ruộng ai thì nấy đắp bờ, nghiệp ai nấy lạnh cứ chờ mà coi. Gì ghê vậy? Nó trả lời thơ kìa. Nó trả lời thơ bằng thơ luôn kìa. Ruộng tao cứ để tao bồi, nghiệp tao tao lãnh kể cha tao mày. Gì ghê à? Vậy là con nhỏ này nó không biết ba chị em mình là ai rồi. Nó xăm mình. Nó xăm mình à? Đúng. Vậy thì các chị các em hãy huy động tất cả lực lượng các nước ảo và hợp sức. Phải tặng nữa. Đúng rồi. Cảm ơn. Cảm ơn. Trời ơi, vui quá trời đồ, thích quá đi. Em giờ được shop đồ nữ, không mua được gì. Thôi rồi, bây giờ thích cái gì thôi dẫn con đi mua cái đó. Nè, đi. Navara baby. Navara baby. Nè nha. Trời ơi, trời con nhỏ vượt chồng đi qua xin chụp hình. Làm gì ở đi rồi, đi rồi. Đi xin chụp hình. Chụp hình nữa. Tại vì mình xin chụp hình với nó làm chi. Bây giờ mình cũng chụp, mình chụp hình nó. À. Đúng rồi. Mở chụp luôn đi, mở chụp luôn đi. Con mở chụp nè. Chụp đi. Con đang chụp nè. Thôi. Gì? Kể cho bà Tám nghe cái chuyện mà bữa bữa Thơ với con đi dưới đường mà gặp đó. Thơ kêu con chụp lại đó. Đây đây để cho bà coi. Không tin được luôn nè. Ghê lắm luôn á. Ghê quá trời. Lấy cái hình này lên Facebook của nó comment để bằng chứng ba mà một lời cho chị. Đúng rồi. Comment cho Thơ. Cho nó biết. Trời đừng có đùa với cộng đồng mạng. Đúng rồi. Đời này nghĩ thiệt là ghê. Đi nuôi trai trẻ bằng tiền đại gia. Hay không? Hứng luôn. Comment luôn hả? You are là thứ giật chồng. Đúng rồi. Mà I am là thứ làm meo mỗi ngày. Trời ơi, dạo này chị Tám làm neo bây giờ có in lịch nữa. Làm neo nâng cao. You are là thứ giật chồng. I am là thứ làm neo mỗi ngày. Mà sao tự nhiên bà lên đó bà khai bà làm nail chi vậy? Thì tôi quảng cáo làm nail. Bà quảng cáo? Rồi tới đây lỡ nó biết bà comment bậy bà dùng nick ảo rồi sao? Chết cha. Vậy làm sao bây giờ? Thế hồi mấy hồi cái xà lên sao bà? Xà. I'm no she care. Tôi nói bà nghe nè. Chị em tôi mỗi đứa cầm trong tay ít nhất là ba cái nick ảo nên Thơ không có sợ gì hết trơn á. Trời mình nick ảo sao biết được. Chị em như Tề Thiên vậy, tụi em có 72 cái nick nhảy qua nick này bay qua nick kia, em đứa nó kiếm được ngay em luôn á. 72 biến quá. Là gì? 72 phép biến quá đó. Ý lẹ. Nhưng mà nha, tôi nói nha, mấy người cũng không có qua hả bàn tay của Phật tổ đâu. Tụi người ta mà biết là mấy người chết. Ê. Trời nói chuyện ghê hên ghê không? Sao? Nghĩ sao mà phát hiện ra được Thơ với Thuận? Trời ơi, trên mạng nó biết bao nhiêu là người, biết ai là ai đâu. Ai cũng không có rảnh đâu mà phải tìm tới nhà người đó rồi bắt cái này bắt cái kia. Bà hiểu không? Ai có thời gian đúng không? Bây giờ con nhỏ nào nó chửi bà đi rồi bà đi tìm tới nhà nó. Bà chửi nó hả? Mà bà tìm sao ra? Bà Thơ, cho dù nó có tìm tới nhà thì sao? Em vừa thách em vừa cho tiền nó luôn. Không phải là no scam mà là I don't care.
khách quá trời kìa. Thì bán đi trời. Bán đi trời. Mấy anh uống gì? Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Navara, Navara, baby. Gì vậy? Navara, baby. Chào mọi người. Em xin phép ngồi đây tí xíu được không? Biết có làm gián đoạn câu chuyện của mọi người không ha? Dạ, không có hả? Dạ. Mọi người biết sao không? Tại vì ngày hôm nay thì baby đang đi kiếm người á. Đi tìm một vài người à, không biết nếu mà mọi người thấy được thì mọi người chỉ giùm cho ha. Thì à, em, mình xin em ha. Dạ. Em đang kiếm một cái người có cái nick Facebook là cô nàng tóc rối á. À, là chị à, chào chị. À, không, chị là cô nàng tóc ngắn. Tại chị thần tượng cưng đó. Ôi trời ơi. Chị thích cưng lắm. Dạ, em cảm ơn chị. Chị để tóc giống em á hả? Đúng rồi, để tóc giống. Dạ, hay quá, hay quá, em cảm ơn chị. Rồi, chị cho em hỏi thăm là chị có biết ai có cái nick Facebook là Soái ca Hoàng cung không? Ồ. Trời. Hello. Em có hai nick. Một là Soái ca, hai là Trinh nữ hoàng cung. Trời hay quá, con là cỡ nào cũng ở trong cung hết. Còn có một cái nick nữa. Em có rành về sanh ngữ không? Tại vì có cái nick gì mà tên là I am a nail. I am a nail, đúng rồi, đúng rồi. Ủa, ủa là cái nick của ai? Dạ, bà. Ủa là chị luôn hả? Trời ơi, hay vậy ta. Ủa chị là giỏi sanh ngữ lắm hả? Hay quá à. Biết sao không? Tại vì có ba cái nick đó cứ lên trên mạng xong rồi tụi tự nhiên bảo comment xong rồi cái chuỗi này chú nọ quá chưa baby luôn, baby bị hoảng, baby bị sốc phải không? Xong mà nói là hả cái gì à? Để coi nó kêu là gì cái nick mà cô nàng tóc rối á, kêu baby là tiểu tam này, tiểu tam nọ rồi kẻ thứ ba rồi giật chồng người khác á. Trong khi á bản thân baby nè, em á chị đâu phải là tiểu tam đâu. Cái nick Yahoo ngày xưa của em á là tiểu yến tử có không giữ mất đừng tìm á. Dạ dạ. Mà cái có đó là có cái gì? Có cái mạng. Có cái mạng không giữ mất thì đừng có hòng mà tìm được. Dạ. Dạ. Chắc là hiểu lầm, hiểu lầm rồi. Chỉ là hiểu lầm thôi hả? Dạ. Thì do là ngày hôm qua thì em đọc những cái dòng bình luận đó thì đến thời điểm bây giờ là mới có ngày thôi. Dạ. Mất 6 cái hợp đồng quảng cáo. Bao nhiêu là tiền? Đâu phải là vài chục ngàn đâu. Cả mấy ngàn đô mà. Mà cái nick đó ai nói? Cái nick cái gì vậy? I am a nail nói. Nói cái gì mà trời, nói hay lắm kìa. Nói cái gì ta? You are là thứ giật chồng. I am là thứ làm nail mỗi ngày. Hay quá trời luôn. Trời ơi, chị. Dạ. Em nể chị ghê luôn á. Là có là sanh ngữ là chị miss match là với nhau á hả? Trời ơi, hay quá. Chị nói tiếng Anh như người bản xứ vậy đó. Em mê lắm. Dạ, chị vừa không hiểu chuyện mà cũng không hiểu chữ nữa. Không ai tự so sánh mình là cái thứ đó chị nha. Chị nói em sao? Chị nói em giật chồng của ai hả? Chị có bằng chứng không? Chị nói em giật chồng hả? Em giật chồng ai? Không có, hai người này. Ê chị, ê, chị đừng có khổ không, nha. Không có đẩy kèo như vậy nè, được. Nè nè, cái nick trên mạng thì quá chữ nick đúng không? Vậy. Nick quá chữ nick, ai biết nick ai mà tự nhiên giờ tới đây no, có bằng chứng gì đó nick tôi, có bằng chứng gì đó tôi chửi mấy người. Đúng rồi, đúng rồi, nhiều người. Muốn bằng chứng đúng không? Dễ lắm, thời buổi 4.0 rồi, bây giờ chỉ cần lên gõ vài cái là ra thôi. Trời ơi, anh chị gõ được mà, sao chính quyền ta gõ không được đúng không? Nè ha. Có một cái người cô nàng tóc rối thì để cái avatar hình bông sen đại diện cho Phật pháp. Phật pháp không có ai vậy hết đó, Phật pháp người ta phải tu trung tâm nè. Chứ phải tu trung tâm mà cái tay cứ gõ đi chửi người này người kia đâu, sân si xé xác làm cái gì, sống có thọ hơn không? Thật sự là cũng là nghệ sĩ nhưng mà nhiều lúc cảm xúc của mình nó dâng trào, nãy giờ có dịp hơi bất xúc, mong người thông cảm cho ha. Thì bây giờ không biết là mọi người có nhận tội không ta? Tội gì mà nhận tội mà nhận ta? Thầy biết sao không? Công an phường ngay đầu hẻm đi ra đó trình một cái thôi, không cần viết đơn đâu. Chị nói anh ơi là người ta tới đây liền. Chị, công an phường chi ta? Đâu cần đâu. Không cần hả? Không phải, ý là cái mấy cái đó là trên mạng mà, với là người ta xúi thì em làm thôi. Bây giờ vậy nè, có hai phương án cho mọi người chọn. Một là đi ra ngoài đó gặp công an phường, bận quá thì cứ công an phường vô đây dẹp luôn cái tiệm ha. Không. Hai là bây giờ livestream xin lỗi trực tiếp baby. Baby bỏ qua hết à? Ủa mấy gì xin lỗi? Biết gì đâu tự nhiên xin lỗi. Biết gì đâu tự nhiên bắt ra phường. Biết vui thôi mà. Vui thôi hả? Mà vui thiệt không? Gì dữ vậy?
quay kìa. Bắt đầu rồi hả? À, bắt đầu chưa ạ? Ngày hôm nay thì Baby rất là vui khi mà được livestream cũng như là cùng với những gương mặt bí ẩn ẩn danh đó, ẩn danh ẩn vật trên mạng. À, đây. Đây là cô nàng mang nickname là cô bé tóc xù ha. Đây, soái ca hoàng cung. Đây, I am a nail. Trời ơi hay quá. Bây giờ mình phỏng vấn từng người nha. Chào chị cho em hỏi là dựa vào đâu, những cái cơ sở nào mà chị có thể khẳng định được em là kiểu giật chồng rồi tiểu tam này nọ chị hả? Tại hai người này xui. Là tại hai người này chị không biết gì hết. Không biết gì. Không biết là không có tội chị. Bây giờ em bỏ qua, em lướt qua chị luôn. Chào bé. Em chia sẻ tí xíu đi là em biết những gì về chị. Em không mộ chị. Mê chị hả? Em mê chị nhiều. Mê chị đừng làm vậy nữa nha cưng. Bây giờ sao? Em có lời nào muốn nói với lại các bạn khán giả, nhất là các fan yêu của chị không? Dạ không. Không nói, em không muốn nói lời cuối cùng với ba mẹ hả? Không, tại vì sau clip này, sau ngày hôm nay là ba mẹ chỉ có coi em trên clip này thôi đó. Cái cơ nó nói. Em yêu chị, em xin lỗi chị. Em sai rồi. Cũng tội đúng không chị? Thông cảm, tha cho em. Tha cho em. Bây giờ mình gặp thêm một nhân vật. Nhân vật là chủ chốt luôn nè. Người ta hay gọi là nhân vật cầm đầu á. Dạ, em chào chị. Chị ơi, chị cho em hỏi là chị dựa vào đâu mà chị khẳng định là em là tiểu tam ta? Tại vì em đâu có làm gì sai đâu, em đâu có giật chồng ai đâu. Ủa? Mắc gì mà xin lỗi, tụi tôi có làm gì đâu xin lỗi. Đây, tụi tôi nói có sách mách có chứng nè. Đây, rõ ràng nè, đúng chưa hình ảnh có nè. Đó, đúng rồi nè. Đó, thằng bé này nó trẻ hơn cưng đúng không? Là đây, cái này là cái gì? Phi công. Máy bay bà già. À, vô lai. Mono. Hay quá. Trời ơi, hay quá. Má ơi, con đi quay, con đi diễn thì con phải quạ mặt make up, thì cái make up đậm hơn. Còn cái này là gì? Trợ lý. Tôi lúc đó là nó dẫn băng qua đường, không có dám qua đường, thì nếu nó thì nắm vô cái nách của nó, tại vì sợ bị đụng xe. Trời, nghệ sĩ mà áp lực lắm, chị hiểu không? Đôi khi nhắc lên những cái chuyện quá khứ không sao, nói nào nghe bị cán 3 lần, đợt đó em tưởng em chết luôn á chị. Nhưng mà không sao, ám ảnh đến thời điểm bây giờ, cứ mỗi lần băng qua đường là phải có người dẫn em đi, đâu có ai hiểu chị. Cứ em nắm cái nách đứa nào em băng qua đường là tụi nó đồn em nuôi trai trẻ, có chết không? Mỗi lần nó đồn vậy là em mất xô, mất tiền, mất bạc. Nói nghe nè mọi người, thần tượng em cỡ nào, biết em cỡ nào, em chắc chắn luôn. Biết một chứ không có biết 10. Nè, má, con công khai con ô môi 8 kiếp rồi. Cái gì? Con công khai rồi, các bạn fan ai cũng biết đúng không nè? Đó. Trời ơi, nghĩ sao vậy? 5 ngày nữa cưới vợ rồi. Cưới vợ? Ừ. Nó là không có cái chuyện nào mà yêu trai trẻ rồi cặp bồ giật chồng đâu, hiểu không? Bây giờ sẵn nói cho mọi người thôi, mọi người xin lỗi một lời để chứ ảnh hưởng rất là nhiều đến nên Baby, thì Baby không biết phải làm sao hết đó. Đó, rút kinh nghiệm đi, sau này phải tìm hiểu ngọn ngành, biết cái gì thì hãy nói. Bảy bả hết sức à. Thôi bây giờ mình chào các bạn đi ha. Bây giờ talk show ngày nay xong rồi nè. 1, 2, 3. Máy bay. Yeah. Máy bay. Yeah. Rồi bye bye mọi người. Rồi tắt đi. Trời ơi, thấy không? Thôi vui vẻ đi, trời, sống trang hòa đi. Rồi thôi bây giờ bỏ nghe chưa, không có con vậy nữa nghe chưa trời. Bây giờ ai về nhà nấy thì đừng có tụ tập mà nói xấu người khác nữa. Nhớ rồi. Bớt nghe, bớt nói, bớt nhìn, cho tâm thanh tịnh, cho lòng bình an. Hay quá. Biến làm khùng không á. Ông xã, con sợ đợi bé có lâu không? Ăn nói gì nổi da gà. Ăn nói nổi da gà quá ha, kỳ quá, bé hư á. Biết rồi ăn mặc diêm vua, hay đám ma, hay đám cưới rồi ăn mặc kỳ vậy? Hay cô căng vậy hả? Nhíu chứ mày lại sợ quá trời luôn á. Hát đám ma mới mặc vậy á. Tại vì sao? Tại vì gia chủ người ta đang buồn. Mình mặc vậy nè, mình đi vô mình hát đám, mình tạo năng lượng tích cực cho người ta. Giống như anh mới gặp em là anh thấy anh vui liền đúng không? Ben. Năng lượng tích cực hả? Đúng. Vậy có biết làm siết không? Biết làm siết luôn, đi vô hôm nay là làm siết hết á. Có biết thằng bằng cái xe đạp lên miệng không? Biết thằng bằng cái siết xong bằng cái xe đạp lên miệng luôn. Bỏ anh lên miệng quay vòng. Mệt quá, lẹ đi. Thôi nè, tặng nè. Chưa sinh nhật, tặng cái gì? Cầm đi.
không có lấy. Đây là quà Tết, lựa rất là kỹ luôn. Cái này là cái áo, hai đứa mình sẽ mặc cặp với nhau vào ngày mùng 1. Mình đi chúc phúc ông bà nô nức gần xa. Mặc đi. Mặc đi. Không lấy thì mốt chở người khác đi. Tôi không đi nữa. Làm như ham lắm vậy á, đi thiếu không mà nói. Đi thiếu cũng có ngày trả thiếu gia chứ không giật của ai. Mặc đôi mà. Dễ thương, tôi lựa đàn ông lắm luôn á. Cái gì đây? Cái này nó là cái áo đi diễn. Để dùm lấy cái áo khác cho, để lộn. Thôi 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 thôi. Tôi còn có bao nhiêu công chuyện nữa. Lên lẹ hả? Trời ơi. Bỉ. Tôi biết nôn lắm đúng không? Nôn tôi nên ngồi ngồi gần cho có hơi tôi. Nghiệm hơi tôi lắm đúng không? Who's hello that? Bean and Ben. Hello. Cặp vàng trong làng thiếu nợ. Hello. Đi đâu vậy? Đám ma. Đám ma. Đám ma mà mặc cái áo như cái áo giáp vậy bà. Phải đâu, áo này không phải áo giáp. Áo này là áo chống đạn á. Mỗi lần ở gần anh Ben cái là trong người nó như là có ai bắn đạn vào người á. Chào thơ. Đi vào đây. Và chừng nào đóng tiền nhà tôi hay mấy anh chị. Thơ. Gì? Thôi nha. Đừng xài hai bàn tay ra nữa đi. Xài không nổi rồi. Thơ. Gì? Thôi kỳ quá. Thôi sống mà sẽ sống vật chất quá. Ai làm gì kỳ? Con người á là mình phải sống với nhau bằng trái tim. Thôi biết trái tim làm đau không? Ê! Cũng làm gì vậy? Trời ơi, dù sao tôi cũng là con gái mà. Trời ơi, mình nhấn lúng cái xương ngực ba chết bây giờ. Con cũng là con gái mà. Rồi thôi đi đi. Thôi, Thơ với lại Thận làm ơn vô giùm con đi. Để con chở đi, nhiều chuyện quá. Vô đi vô. Mất. Rồi đợi cái nón vô. Còn cái nón nữa kìa. Vô giùm con đi, Thận vô đi. Thấy không, vô đi, người ta nôn ở bên cạnh con, phút giây chỉ có hai người. Rồi, vô đi. Mày gan lắm. Mệt quá. Nó đưa cái nón đâu mà mày dám chở nó đi. Có cần em ngồi mày gan lắm. Xả. Trời đất ơi. Hai cái đứa này. Ông Thận, chờ đợi gì nữa. Vô thử vô đi. Ủa mà sao nhà mình nó đuổi mình dữ vậy? Ờ, nó má rồi. Chưa về luôn hả ta, hai cái đứa này. Tha. Hết rồi. Giật mình vô. Mặt trời mới mọc ra đứng ngóng gì vậy? Kìa, Đình Phòng với anh Minh đi khóa cửa từ đêm qua tới giờ. Đi cả đêm không thấy về. Hết một. Tự nhiên thấy sốt ruột lo lo, không biết nó có chuyện gì không, ai biết. Tha. Có khi nào tụi nó đi hostel với nhau không? Là đi khách sạn á hả? Vâng. Cưng có khùng không? Hai đứa có hai cái phòng riêng, muốn gì thì dẫn về phòng riêng. Đi khách sạn chi cho nó cực vậy? Tốn tiền. Đi đâu đêm qua giờ? Ê ê ê, tụi nó về rồi kìa. Ôi. Ôi. Trời ơi. Trời ơi, sao vậy nè? Trời ơi, con ơi, sao vậy nè? Sao vô đây? Bị cái gì nè? Ủa, rồi sao đi bộ là sao? Trời ơi, có chuyện gì? Nói nghe. Trời ơi. Nè. Có chuyện gì vậy hai đứa? Nè. Hả? Nè, Ben. Nói thôi nghe coi, cái gì mà tu tơi tả vậy nè. Nè, phải mày không? Hả? Ben. Ê. Mày cá đổ đá banh đúng chưa? Tao thấy ngày nào mày cũng ôm tờ báo đá banh hết trơn á. Mày đừng nói tao trận vừa rồi Việt Nam đá với Indo, mày bắt Indo nha. Rồi mày thua giang hồ kiếm mày, quýnh mày rồi liên lụy tới Ben luôn nha. Tự nhiên nó đánh Ben à. Chứ cái gì nữa mà mày... Thôi. Tụi con bị cướp. Làm gì vậy? Cái chuyện hả? Trời ơi, cháy rồi nè, cháy rồi. À ba, nó có bầu rồi ba. Đưa xe chồng Ben nó chạy xe ôm đi. Trời, thôi. Tôi xài điện thoại tụi tóc. Không có gửi chuyện gì được. Thầm lũi chừng tuổi lắm nha em. Câu chuyện đơn giản ai cũng cho ngon, đừng bọc nhau ai tới gây hấn, và con đã xa không còn láng giềng gần. Thường ngày ở khu xóm mình sống, chuyện đời vây quanh toán bão và gió, vẫn kề vai những khi gặp khó, chân ganh và đua với ai bao giờ. Vẫn bao năm ở xóm mình đó, nhà nhà cho nhau những thứ mình có, dù lâu lâu cũng phải gặp khó, có anh chị em khá đông đông giờ. Hey, why did you? Oh, no. Oh, no. Oh, no.
bằng láng giềng gần. Tôi lửa tắt đèn có mặt đúng lúc mình cần. Mà khu trò bé nhỏ chứ đừng tưởng là hiền, tuy là nhỏ mà có vỏ cứ thường đụng vô là tính tiền. Gian sân này là của mình, luật lệ từ người chủ. Đôi khi lắm tình cảnh nghèo cũng có chữ cười đủ. Giữa lòng xe còn tấp nập và bóng chen, đây đủ là thành phần tụ hợp khiến cho khu trò này đông đen. Những điện của tôi đêm khuya, dây mất lô lời về, chuyện trò rồi tới hát ca. Van dậy khắp bốn phương, chẳng cần gì phải yêu đương. Vẫn sống vui con ngày, gặp chuyện là cắt xót với ta yêu ta. Thương ta lại cùng nhau vượt qua khó khăn anh à. Vẫn bao năm ở xóm nghỉ xóm, một chuyện đơn ra ai cũng cho ngon. Đừng bọc nhau ai tới gây hấn, và con đã xa không còn láng giềng gần. Thường ngày ở khu xóm đi xa, chuyện đời vây quanh toán bão mưa gió. Vẫn kề vai những khi gặp khó, chứng canh và đua với ai bao giờ. Vẫn bao năm ở xóm đó, nhà nhà cho nhau những thứ mình có. Dù lâu lâu cũng phải gặp khó, có anh chị em khá đông đâu sợ.